Chỉ tính riêng từ đầu năm 2022 đến nay, Hội Nông dân các cấp Lâm Đồng đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 143 buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho gần 10.000 lượt hội viên, nông dân về các kỹ thuật tưới, cách sử dụng phân bón mùa khô cho cà phê, cách chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng, kỹ thuật chăm sóc cà phê sau thu hoạch, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ăn trái ngoài ra hội còn tổ chức 25 buổi hội thảo về cách sử dụng phân bón hữu cơ sinh học thuốc bảo vệ thực vật cho gần 1.700 lượt người dự bên cạnh các chương trình hội thảo tập huấn do hội nông dân phối hợp với các ngành chức năng tổ chức nông dân Lâm Đồng cũng đã chủ động học hỏi các kiến thức kỹ thuật từ nhiều nguồn khác nhau để áp dụng trong sản xuất vì vậy mà thu nhập trên từng đơn vị diện tích của Lâm Đồng không ngừng tăng lên và đến nay đã đạt gần 200 triệu đồng một hecta một năm